Lật ảnh người Mỹ hoang mang khi Encop bao phủ đất nước. Hiện có tới 38 trong số 50 bang của Mỹ ghi nhận các ca nhiễm. Toàn nước Mỹ hiện cũng ghi nhận 31 trường hợp tử vong. Nhiều người dân Mỹ không giấu được lo lắng trước diễn tiến của dịch Encop. Lật ảnh người dân Mỹ hoang mang khi dịch Encop sắp phủ toàn bộ đất nước. Các khu vực công cộng vắng vẻ hơn so với lúc trước nhiều hoạt động bị hạn chế, người dân được khuyên không nên tụ tập quá đông nơi công cộng. Hội đường do Thái chính thống Yang Israel tại New York hiện đang được xem là ổ dịch mới. Người đàn ông chụp hình tự sướng với khẩu trang trên mặt. Có 3.500 hành khách trên tàu Grand Princess, trong đó có 21 người. Được xác nhận nhiễm NCOV, đã cập cảng Oakland hôm 9 tháng 3, sắp tới, sẽ được đưa đi cách ly và điều trị. Hành khách trên tàu Grand Princess được xác định đến từ 54 quốc gia và đang được làm thủ tục đưa về nước. Trước đó hồi cuối tháng 2 nhiều người dân Mỹ đã vào siêu thị mua nhu yếu phẩm dự trữ khi nghe tin dịch bùng phát. Phía dưới video là phần bình luận dành cho bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.